Xin chào quý anh chị các bạn, tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz ở thời điểm tháng 6 năm 2023 này. Và trước cái thời điểm sắp thông qua thuế giảm thuế trước bạ thì chiếc xe này giá hiện tại đang như thế nào? Và có một tư vấn nhỏ em muốn nói luôn ở cái đầu video này là khi mà anh chị xem video này thì nên nghiên cứu và đặt xe sớm, bởi vì nếu mà khi cái thuế trước bạ của mình được áp dụng thì các cái giảm giá của đại lý và nhà máy sẽ đồng thời, nó sẽ không được như bây giờ nữa. Nên là nếu anh chị nào có nhu cầu muốn lấy xe giá tốt nhất thì nên là đặt sớm, và đến khi mình có thông báo thuế thì mình sẽ đi nộp thuế lúc đấy, là sẽ mình sẽ tối ưu hơn về là cả được hỗ trợ từ nhà máy của đại lý cũng như là được nhà nước hỗ trợ về trước bạ. Vừa rồi thì em đã cung cấp thêm cho anh chị một số cái thông tin nhanh, và trong khi quay cho anh chị về xem ngoại thất của xe thì em sẽ báo cho anh chị về cái giá của chiếc xe Toyota Veloz phiên bản 2023 này. Thì Veloz được phân phối ở thị trường Việt Nam và lắp ráp tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản, là phiên bản tiêu chuẩn trước mắt chúng ta đây, tiêu chuẩn, và phiên bản số tự động cao cấp. Thì phiên bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết là 658 triệu, và ở thời điểm hiện tại là bên em đang có gói hỗ trợ cho anh chị là 38 triệu tiền mặt này, tặng cho anh chị 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện 15 triệu nữa. Thì với cái ưu đãi bên trên thì thời điểm hiện tại nếu mà tính theo thuế 10% thì anh chị chỉ cần khoảng tầm 690 là lăn bánh, trả trước khoảng tầm 200. Còn nếu mà anh chị để đến thời điểm mà đăng ký thuế trước bạ đã được giảm 50% giảm thuế trước bạ rồi thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là khoảng 650 cho đến 660 là để lăn bánh thôi. Trả trước thì còn cần khoảng tầm 670 là lăn bánh được rồi. Mức giá rất là tối ưu, khoảng tầm 666 đi cho thoải mái. Còn phiên bản tiếp theo, phiên bản cao cấp thì có giá niêm yết là 698, và hiện tại bên em đang có gói hỗ trợ là 50 triệu tiền mặt cho tháng 6 và tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì với cái ưu đãi cực lớn bên trên thì anh chị lăn bánh chỉ cần chuẩn bị giúp em, nếu mà tính theo thuế là 10% thì chỉ còn là có 720 thôi. Và nếu mà anh chị lăn tính theo cái giá mà 5% sau khi giảm thuế thì chỉ còn khoảng tầm 608 cho đến 609 để lăn bánh, trả trước thì cần khoảng tầm 108 thôi. Số tiền rất là tối ưu cho anh chị lấy xe thời điểm này. Anh chị nào muốn lấy xe trong thời điểm tháng 8, tháng 7 hoặc là tháng 8 thì nghiên cứu lấy xe sớm là hợp lý nhất. Và cho anh chị nào chưa biết nhiều về xe Toyota, nhiều thông tin về xe Toyota Veloz thì em sẽ, vừa rồi thì em đã báo anh chị về giá bán và đi một vòng xung quanh ngoại thất, thì em sẽ giới thiệu cụ thể hơn về dòng xe này có gì. Thì chiếc xe Toyota Veloz này thì được lắp ráp tại Việt Nam, thay đổi từ nhập khẩu sang lắp ráp. Thì theo nhiều người đánh giá là về Việt Nam lắp ráp, cái trình độ lắp ráp của mình ở Việt Nam hơn so với Indonesia, nên cảm giác xe chắc chắn hơn. Và ngoài ra thì đã được nâng cấp, khi sau khi về Việt Nam thì đã được nâng cấp có chắn gầm này, và được nâng cấp lên màn hình mới đẹp hơn. Và em sẽ cụ thể anh chị xem, anh chị xem chắn gầm thì khi anh chị mở khoang máy ra thì nhìn thấy khoang máy nó rất là đầy đặn, nó không bị trống như cái phiên bản lắp ráp ngày xưa nữa. Và có một vài thông tin chi tiết, ví dụ như phiên bản này thì không có cái cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn rồi hỗ trợ giữ làn. Tuy nhiên là phiên bản này, hai phiên bản thì trông ngoại thất khá giống nhau, đều được trang bị là đèn, cụm đèn full led này, đèn sương mù. Phần thân xe thì được trang bị là la răng dạng khoai xước, tuy nhiên là phiên bản tiêu chuẩn này sẽ nhỏ hơn 1 inch, chứ cũng khá cân đối rồi. Nhưng nếu anh chị lấy phiên bản cao cấp thì nhìn cái phần thân xe sẽ đẹp hơn. Ngoài ra ở phần gương thì có được cụp mở tự động này, điều chỉnh gương, gập gương điện. Rồi phiên bản cao cấp thì được trang bị thêm một cái cụm camera 60, thì trên cái chân gương này sẽ có thêm cái mắt của camera 60. Tay nắm cửa dạng thông minh, có nút chạm này để mở cửa hoặc là khóa cửa. Đây, như em vừa chạm vào cái thì khóa cửa, gương sẽ cụp lại. Phần đuôi xe thì cũng được trang bị là cụm đèn full led. Cái góc nhìn chéo như này xe rất là vuông vức, khỏe khoắn. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này rất là tối ưu, chỉ có khoảng 6 lít trên 100 cây hỗn hợp thôi, rất tiết kiệm. Em sẽ vào phần thân xe, phần trong xe để giới thiệu về cho anh chị nhé. Như em có cập nhật là phiên bản ngày xưa thì sử dụng cái màn hình nhỏ, mình có 7 inch và nó xấu lắm. Còn hiện tại thì sau khi lắp ráp được ở Việt Nam thì đã được nâng cấp lên màn hình to như này. Màn hình bản tiêu chuẩn hay là bản cao cấp thì được sử dụng cái màn hình to rất là đẹp. Nội thất bây giờ nhìn nó cũng không khác gì nhau cả. Cụm điều khiển bên kính và gương này,
có để cốc, có khu để công tác để tắt bật cái chức năng cảnh báo tiền bật chống trơn trượt và kiểm soát lực kéo. Còn phía bên này là có đèn auto này, anh chị vặn vào đây là đèn auto, cụm điều khiển màn hình đa thông tin, điều khiển cái màn hình giải trí, cần gạt mưa. Bên này là có màn hình chỉ định này, có phía bên dưới là cụm điều hòa tự động. Phía đặc biệt là cái phần yên ngựa này rất là đẹp, có một vài chức năng vượt tầm phân khúc như là phanh tay điện tử, auto hold và có sạc không dây. Thiết kế nội thất của những chiếc xe Toyota Veloz hiện tại thì vẫn sử dụng là ghế da pha nỉ, tông đen pha với thêm một chút màu ghi. Hàng ghế thứ hai ở đây thì em đã, đây là nếu mà để muốn lên xe thì anh chị, hàng ghế thứ ba thì anh chị là hạ hàng ghế xuống và sau mình lật cái hàng ghế xuống và bước lên phía đằng hàng ghế thứ ba. Chiếc xe MVP này thì anh chị thấy ở đây nhé, em để sẵn là bên này là cái mức hạ lưng ghế thứ nhất này để nhiều được nhiều đồ, còn đây là anh chị có hạ thêm được một mức nữa thì là mình sẽ được ngồi thoải mái hơn nếu anh chị để không để nhiều đồ phía đằng sau. Còn hai ba chiếc xe này sẽ MPV nên là anh chị ngồi cả ba hàng ghế thì rất là thoải mái, điều chỉnh được cái tiến lùi của hàng ghế thứ hai, ngả lưng ghế thì là ở đây. Vâng, và vừa rồi thì em đã thông báo cho anh chị về giá bán cũng như là các cái số tiền cần chuẩn bị lăn bánh trả góp, cũng như là thông tin về xe Toyota Veloz được giảm thuế thời điểm hiện tại. Anh chị nào cần tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe như lịch xe, giá xe, cụ thể khuyến mại, vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép là hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.